Anh muốn được cùng em suốt ngày như trẻ con, không rời nhau dù một bước đầy như trẻ con. Mình làm những điều mình muốn, muốn buổi chiều nhìn hoàng hôn xuống, xuống. Mà đời thì đầy tình huống đâu sao như trẻ con. Anh muốn được gần nhau suốt đời như trẻ con. Anh hứa không bao giờ nuốt lời như trẻ con. Mình làm những điều mình muốn, muốn buổi chiều nhìn hoàng hôn xuống, xuống. Mà đời thì đầy tình huống đâu sao như trẻ con. Con người muốn yêu như ông như bà, anh muốn yêu như đứa con nít. Như đứa con nít nó yêu là yêu, nó không thể yêu người nó không thích. Là đơn giản và bụi ca chơi, thế em một mình nên anh tiến tới. Nếu như em chấp nhận lời mời thì để anh chia đồ cho mà chơi. Em ơi làm cách nào anh chứng minh anh là cái thằng em hay trong ngóng. Em sẽ không thể nào kiếm được câu chuyện cổ tích nào mình không giống. Chỉ để thấy nụ cười của em cần bao nhiêu kẹo hay là bong bóng. Mình dạo cảnh bằng cửa thần kỳ hay mình cùng bay đi bằng trong. Anh muốn được cùng em suốt ngày như trẻ con, không rời nhau dù một bước đầy như trẻ con. Mình làm những điều mình muốn, muốn buổi chiều nhìn hoàng hôn xuống, xuống. Mà đời thì đầy tình huống đâu sao như trẻ con. Anh muốn được gần nhau suốt đời như trẻ con. Anh hứa không bao giờ nuốt lời như trẻ con. Mình làm những điều mình muốn, muốn buổi chiều nhìn hoàng hôn xuống, xuống. Mà đời thì đầy tình huống đâu sao như trẻ con. Anh biết ngoài kia đầy những câu nói khiến con tim em say đắm, say đắm. Và xung quanh là những lời mời, nghe thoáng qua thì hay lắm. Những lời hứa hẹn được viết bằng thơ, vượt khó khăn và trăn trở. Nhưng có một điều em cần phải nhớ là thời đại này thằng nào cũng văn vở. Và nếu anh là trẻ con, sao? Anh viết bài ca vi vong. Anh nghĩ tình yêu là cả bầu trời, hai đứa mình thì đi hòn. Và nếu anh là trẻ con, anh làm hơn trăm thằng kia cộng lại. Anh sẽ giành lấy em nếu như anh là trẻ con, nhưng anh không phải sợ. Em à, anh biết là những cậu con trai ngoài kia luôn vây quanh em, sẵn sàng với những món đồ chơi trên tay và trao cho em bất cứ thứ gì mà em muốn. Và anh cũng sẽ làm điều tương tự nếu như anh cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhưng anh không phải. Thì anh muốn trao cho em những thứ mà từ trước tới giờ em cũng không biết là em cần tới nó nữa. Và em có thể nghĩ rằng những lời này của anh đã có thể dùng cho biết bao nhiêu là cô gái rồi. Điều gì khiến em và những cô gái đó khác nhau? Thì anh chỉ có thể nói là tới khúc hát. Anh muốn được cùng em suốt ngày như trẻ con, không rời nhau dù một bước đầy như trẻ con. Mình làm những điều mình muốn, muốn buổi chiều nhìn hoàng hôn xuống, xuống. Mà đời thì đầy tình huống đâu sao như trẻ con. Anh muốn được gần nhau suốt đời như trẻ con. Anh hứa không bao giờ nuốt lời như trẻ con. Mình làm những điều mình muốn, muốn buổi chiều nhìn hoàng hôn xuống, xuống. Mà đời thì đầy tình huống đâu sao như trẻ con.